Xin chào mọi người nhé. Nay mình sẽ cho một số cái kỳ lan vào giỏ mọi người ạ. Đây, kỳ lan mình đã đóng sẵn đây này. Cho thằng kỳ đóng cái gỗ nhãn mà làm sẵn là một nửa rồi, đặt vào đây. Phần trong này là cái giá thể này, cây nhãn với vỏ nhãn thì mình bong ra đốt được, tha được tốt hơn thì mình bong thôi. Còn cái này là vỏ thông, một lượt vỏ thông mình làm sơ sài lắm, nhưng mà cho mọi người xem nếu ai có làm ý kiến thì hay thì chỉ bảo mình đấy nhá, mà ai nó biết rồi thôi. Làm rất sơ sài thôi này, cái này mình chỉ làm thôi, mình chưa giới thiệu về đây, hoa lan và cái giống của nó. Mình làm cái này có đúng không mọi người? Những người hỏi những cái bậc các cô gì chú bác anh chị đi trước, mình đi sau thôi, xem làm này có đúng không. Nếu không đúng thì mọi người chỉ bảo mình nhé. Mình làm đây, cái này cũng vừa phẳng, trồng trực tiếp được trực tiếp thì cây nó hơi yếu, mình muốn cho nó cây nó bám chắc thì mình cho vào cái cục nhãn mình ghim các bạn. Đặt vào giỏ xong mình cho vỏ thông sang bên cạnh, rắc vỏ thông bên cạnh đấy, mình trồng kiểu đấy đấy. Mới là một cách trồng riêng, nhiều người làm người ta phải ngâm vôi là đủ thứ đấy, phân dê rồi là đấy, nhưng mình trồng rất sơ sài thôi. Cái này là mình trồng để đẹp về nhà chứ không, mình không bán nữa là thế. Còn cái lan này mình chưa giới thiệu về giống lan và kỳ lan hoa đó, là mình giới thiệu nhé. Đây mình chỉ làm cách thôi. Nếu mọi người thấy làm của mình làm không đúng thì mọi người hãy comment xuống bên dưới của video này để bảo mình nhé và chỉ mình với. Nhưng mà làm cầu kỳ lắm, nhưng mình làm đơn giản thôi. Đơn giản là rất là tốt, lên luôn tốt lắm. Mình làm mấy giỏ trước rồi, lên rất là tốt. Cái to, cái mập, dễ to, thân mập, lá dày và tốt. Thế cầu kỳ quá lại thành nó lại ấy, mất thời gian, nó cũng vẫn thế đó. Quan trọng là phân thôi mọi người ạ. Quan trọng mình tưới cái gì, mình phun cái gì, mình bỏ cái gì, phân gì mặt lên mặt, phủ mặt. Còn giá thể là bỏ thông thôi ạ, yên tâm này, thật tuyệt vời này. Mình còn trồng bằng nghiến và nhãn không nữa, bỏ thông là dạng thô mà mình không dùng vỏ thông nhỏ rắc mặt nữa. Trước mình dùng em vỏ cái loại nhỏ ấy rắc mặt, nhưng mà thấy nó cũng thế, mà to nó bám còn dễ, còn mập hơn, thoáng dễ mập hơn. Thế bây giờ mình lại chơi kiểu này. Các bậc tiền bối đi trước rồi thì xem mình làm này chắc là buồn cười lắm nhỉ. Cái gì không đúng thì chỉ bảo nhé mọi người nhé. Mình trồng đơn giản, không trồng nhưng mọi người thấy người Vân Lan trồng cầu kỳ lắm. Nhưng mà hóa ra cái cây đặt lên trên cái giá thể rất là đơn giản, gác que không cũng rất đẹp và cây to. Mình trồng thì sau này dễ nó ăn ra, ăn hay cây thoáng dễ to mà lắm. Đây, tiếp theo. Hôm nay của mình sản tổng sản phẩm của mình là bảy giỏ, làm ra bảy giỏ. Giỏ bằng nhựa, lưới, sắt, muôn. Tổng xì vào của nó 14, 15, 18 nghìn. Mình xì vào cái này. Thấy kỳ lan này là ổn không? Đẹp đấy. Cái này hai giỏ thôi, tiết kiệm là một giỏ thôi.
chưa được thu, may phải làm thế này, thôi thu tách ra. Đây nó đùa thôi, mình không có thời gian, mình có thời gian thì bỏ thông này phải ra ngâm vôi mọi người ạ. Đấy, ngâm vôi một thời gian nhất định. Xong là ra rửa vôi đá cho sạch đi để khỏi cái vi khuẩn chúng biết mọi người cái con vi khuẩn nó bám ở trong vỏ thông này này. Đấy thì mới sạch, xong rồi mới để khô. Để khô hay không để khô cũng được. Mình cho vào kiểu này. Nhưng mà thời gian thứ nhất là thời gian mình không có. Ra mình cho thẳng thôi, trong quá trình tưới nó sẽ dặn rửa thôi. Mình không ngâm vôi. Đúng là phải làm theo quy trình đấy. Sao mình không thời gian đâu mà mình cho trước. Thế này cũng được mà. Cẩn thận quá thì dễ lại yếu đi. Thực ra cái nhãn ấy mình đẽo ra thôi, nhưng mà cái vỏ nhãn ấy mình đốt được cơ. Đây là cái than của nó. Một lớp than và một lớp vỏ thông thì tuyệt vời luôn. Mà không thời gian mình ạ. Để mình làm kìa thôi. Một, hai, ba giỏ nữa. Nhiều quá đầy lên thôi, phí mà. Nó thấp xuống, mình muốn trồng cái này là mình muốn sau này cái cây nó cao một tí, thân nó cao thì nó bám xuống dưới nó trắng, nó thoáng thì cây nó mới khỏe được. Mục đích là mình nhân lan này là mình chơi để đẹp thôi nhá, mình không để kinh doanh của nó buôn bán gì đó. Nhưng nếu có cơ hội thì cũng bước chân vào ngành lan, đi tán em lan một tí xem có đổ không. Đấy. Nếu có thời gian mình đi tán em lan xem có đổ không. Bây giờ thì mình gọi là trong trình cò cưa thôi, chơi để đẹp thôi mọi người. Đấy. 4 cái rồi, 4 giỏ rồi, 1, 2, 3, 4. Bạn nào muốn làm YouTube ấy thì qua mình nhé. Mình sẽ giới thiệu cho, chỉ bảo cho cách làm. Bây giờ năm 2021 ấy, làm YouTube rất là khó đấy, chứ không phải là như là mấy năm trước đâu. Mấy năm trước thì từ năm 2013 rất là dễ, 14, 15 thì là khó dần, 16, 17 khó dần, 18, 19, 20 thì khó. Năm nay là 2021 thì khó vì do đại dịch Covid đấy, thì đâm ra rất là khó làm lắm mọi người ạ. Để kiếm 1.000 người với lại 4.000 giờ đang 4.000 giờ rồi để bật kiếm tiền, cái quan trọng là để bật kiếm tiền đấy cơ. Đấy, cái điều kiện để bật kiếm tiền cực kỳ là khó luôn. Bây giờ mạng YouTube nó thật chặt lắm. Thế mọi người có gì thì ra mình nhé, mình chỉ bảo cho nó mình dễ. Xong rất nhanh. Ồ oh. Tự tí đang bận. Lại một ít ăn. Ê kìa. F1 đấy nhá.
Rõ không? F1 đấy. Cố gắng. Thường là mai làm tiếp còn 8 giỏ nữa, mình mua chưa đủ giỏ mọi người ạ, phải mua thêm 8 cái nữa. Mình ươm dạng kia này rất là nhiều, 7 giỏ thôi thì 12 15 giỏ cơ, 15 cái này cơ. Đấy, bây giờ mình làm trước 7 cái trước. Đấy, đây mọi người thấy sản phẩm thế nào, có tốt không? Đấy, đây người ta gọi là chăm lúa non đây. Đấy, như kiểu gieo mạ muống kìa. Đấy, tuyệt vời không? Đấy, chọn là cái cục nhãn này ăn chắc mới tốt này. Đấy, thì gác que qua được nhưng mà không cần mình chơi quả này. Đấy, mình thấy không? Sản phẩm ấy, sản phẩm buổi trưa ấy, tranh thủ tí thôi. À, cái này sao nhỉ, sao lại lôi lên nhỉ? À, không quan trọng. Được. Bây giờ treo lên nghe nhá. Treo lên. Treo lên cho cùng với mẹ em này cho đọ đọ sắc của mẹ em này. Đấy. Đấy, treo lên đọ cho nó đọ sắc của mẹ em này. Đấy, đấy đọ sắc của mẹ em này. Đấy. Treo đây. Cái này không đảm bảo ít mới có. Vâng, đấy clip mình làm bằng cái sang kia và cho kia vào giỏ, đến là hết nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem clip này nhé, và tạm biệt hẹn gặp lại đến clip lần sau.